dùng nè, cái này là cái lồng sấy, giặt xong rồi bỏ vô đây nè, sấy nè. Cái này để xả nước nè, cái này là nước vô. Đó, cái vòi mình có vòi nước vô, hoặc là nếu mà không có thì mình múc nước mình đổ vô đây cũng được. Đó. Giờ dùng điện vô. Cái nút này không là nút tắt nha, mình bật ngược lại vậy á, là mình bật ngược lại vậy là giặt nè. Ở đây là 5 phút, 12 phút. Đó, nè. Nó quay qua lại nè. Đó. Đó, rồi. Rồi xong tắt và bật lại chế độ này xong. Rồi khi nào mà giặt xong mình xả nước xong mình sấy á. Sấy là mình lấy đồ bỏ vô đây, bỏ vô cái gỗ nè. Đó. Rồi xong rồi mình dặn ngược lại nha. Dặn ngược lại sấy á. Đó. Đó, sấy khi nào nó khô thôi. Khi nào nó hết nước á. Rồi mình tắt. Rồi xong.